Và hôm nay chúng mình cùng nhau ôn tập Unit 4. Nếu như có ai hỏi con về một dự định trong tương lai của con là con đang định chuẩn bị đi đâu thế, thì họ sẽ hỏi con là Where are you going to go? Where are you going to go? Vậy thì lúc đấy con sẽ trả lời thế nào? Ví dụ con chuẩn bị đi bảo tàng thì con sẽ nói là I'm going to go to the museum. I'm going to go to the museum. Và con đang định đến công viên giải trí. I'm going to go to the amusement park. I'm going to go to the amusement park. Con sẽ thì đi xem phim thì sao? I'm going to go to the movies. I'm going to go to the movies. Con có dự định để đến gì? Bể bơi. I'm going to go to the swimming pool. I'm going to go to the swimming pool. Con nói là con đang định đến nhà ông bà. I'm going to go to grandparents' house. I'm going to go to grandparents' house. Về nhà con muốn các con cùng luyện tập nói với người thân của mình để có thể thuần thục hơn cách hỏi và đáp mình đang định đi đâu nhé. I will see you on the next video. Goodbye.